Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm. Nam mô Đồng Phương Giáo Chủ Dược Sư Lô Ly Quang Dương Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Đồng Nghĩa, trụ trì chùa An Long. Kính thưa Đại Đức Thích Giác Thông cùng toàn thể chư Đại Đức Tăng. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, đạo tràng Dược Sư được thiết lập là nhằm giúp cho chúng ta học hỏi những kinh nghiệm của bậc thầy thuốc tâm linh, giải quyết những nỗi khổ niềm đau liên hệ đến cảm xúc, thái độ, nhận thức và hành vi của con người. Mặc dù mới về trụ trì chùa An Long được vài năm, Đại Đức Thích Đồng Nghĩa đã nỗ lực gây dựng đạo tràng, và năm nào cũng ngay cái mùa rằm tháng giêng mở hội dược sư nhằm giúp cho tất cả quý hành giả ôn lại những phương pháp tâm linh mà Đức Phật Dược Sư đã áp dụng, hầu mang lại niềm an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Đó là một gương hạnh rất đặc biệt và đáng được tán dương. Xin quý vị dành tràng pháo tay để tán dương công đức cho các hoạt động Phật sự tại chùa. Nhân buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin nói về 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư, mà trong mấy ngày vừa qua chắc chắn rằng chúng ta đều đã đọc rất kỹ bản kinh này. 12 lời nguyện là phần đầu của kinh Dược Sư, giải thích về hạnh nguyện dấn thân của Đức Phật thầy thuốc tâm linh khi ngài còn là một vị Bồ Tát. Nay trải qua nhiều nghìn năm ánh sáng, các lời nguyện đó vẫn rất thiết thực với đời sống hàng ngày của chúng ta ở cõi ta bà. Ôn lại 12 lời nguyện của ngài để thắp sáng pháp môn dược sư, tức là thầy thuốc tâm linh, mà ai ứng dụng càng nhiều thì giá trị an vui hạnh phúc càng lớn. Đầu của bản kinh, bối cảnh thuyết pháp rất đặc biệt. Đức Phật ngồi dưới cây nhạc âm, tiên nói pháp dược sư, và bối cảnh không gian đó là thành Quảng Nghiêm. Mỗi một thuật ngữ ở trong kinh điển Đại Thừa, mà kinh Dược Sư là một, đều có ý nghĩa biểu tượng với triết lý rất sâu sắc. Tại sao Đức Phật không ngồi dưới cội cây Bồ Đề như Đức Phật Thích Ca, mà là ngồi dưới cây nhạc âm? Đó là một công án ta cần phải khám phá nó, giải mã nó. Tại sao không thuyết giảng ở thành gì mà là thành Quảng Nghiêm? Nghiêm là sự đứng đắn của tâm, nó là nét đẹp nội tại. Người có ngoại hình không được đẹp về thẩm mỹ, nhưng nếu có sự trang nghiêm của tâm thì mỗi cái động tác đi đứng nằm ngồi của người ấy đều tỏ ra được chất liệu an vui, và đó chính là giá trị của cuộc sống, là một nét đẹp có giá trị vĩnh hằng. Quảng là rộng rãi, không giới hạn,
Như vậy, để có được dược chất tâm linh như Đức Phật dược sư, thì điều quan trọng là mỗi hành giả cần phải trang bị cho mình sự trang nghiêm về đề sống nội tâm, tức là đề sống đạo đức. Ai tham dự pháp hội Phật dược sư bằng tâm trang nghiêm thanh tịnh như vậy, thì mỗi âm thanh trong cuộc đời, nói theo kinh A Di Đà, như gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo, đều tuyên nói pháp âm vi diệu. Cây như thế được gọi là cây nhạc âm. Nói một cách khác là với tâm trang nghiêm thanh tịnh, thì các dữ liệu thông thường trong cuộc đời này, từ lúc mình nghĩ là không có giá trị gì hết, lại là những giá trị tâm linh rất lớn. Nếu hoa sen nở bùn nhơ nước động, yếu tố tanh hôi của bùn không làm cho hoa mất đi giá trị, mà ngược lại còn đặc biệt hơn các loại hoa bình thường, thì cõi ta bà này với những dữ liệu nỗi khổ, niềm đau, tang thương, tật ách, chướng duyên, nghịch cảnh và rất nhiều điều không như ý, lại có thể được sử dụng để giúp cho tâm ta được trang nghiêm như là thành quả nghiêm. Thì lúc đó chất liệu dược sư sẽ có mặt khắp mọi nơi và mọi chốt. Đây là nghệ thuật đối diện với thực tại khổ đau, sống chung với nó và vượt lên trên nó. Một ngôn ngữ nói với hình thức biểu tượng mà giá trị của nó cũng giống như là tứ diệu đế, đối diện khổ, phân tích nguyên nhân, hướng đến niết bàn an vui bằng con đường bát chánh đạo. Và đây con đường chính là gì? Trang nghiêm nội tâm bằng đời sống đạo đức, thiền định và tuệ giác. Bắt đầu pháp hội bằng những điều như thế, 12 lời nguyện của Đức Phật dược sư lại càng sâu sắc hơn nữa. Lời nguyện thứ nhất: khi Phật dược sư thành bậc thầy thuốc tâm linh, điều mong mỏi của Ngài là mong cho tất cả chúng sinh được thân tướng trang nghiêm và khỏe mạnh. Khác hoàn toàn với cái nguyện của chúng ta thông thường là được thân tướng đẹp về phương diện thẩm mỹ. Dân gian Việt Nam có câu cái nết đánh chết cái đẹp. Cái nết là một phương diện của sự trang nghiêm. Chánh niệm là một yếu tố giúp cho sự trang nghiêm của thân có mặt. Chánh niệm không phải là tông chỉ của thiền, mà là phương pháp tu tập chung của tất cả những người con Phật, dầu theo pháp môn nào. Các quan nghi tế hạnh được chánh niệm làm cho người đó trở nên đẹp. Những nhà sư, các sư cô, quý Phật tử khi đã trở thành hành giả rồi đó, thì động tác đi đứng nằm ngồi đều trang nghiêm hết, vì thân và tâm có mặt cùng một chỗ. Thân không ly dị khỏi tâm, tâm khỏi ly dị khỏi thân. Và do vậy đó, ta tiết kiệm được rất nhiều các năng lượng bị hao tổn. Cho nên niềm vui và sự hạn chế các rủi ro trong lao động, trong tai nạn sẽ được thực hiện một cách cao nhất. Nói cách khác là lời nguyện đầu tiên Đức Phật muốn mỗi người cần phải trang nghiêm thân bằng đời sống đạo đức và chánh niệm. Thì lúc đó sức khỏe sẽ có mặt như là quả tốt của nhân lành. Phần lớn ta có thói quen là phóng sinh để có được tuổi thọ và sức khỏe. Và Đức Phật dạy là hãy trang nghiêm thân bằng đạo đức. Thì cái phước này đó rất là trực tiếp và làm cho chúng ta sẽ sống một cách rất là tốt lành. Ở những đoạn kinh khác thì Đức Phật dạy ta phải sống
có chánh niệm trong ăn uống, trong sinh hoạt, trong ngủ nghỉ, trong làm việc. Và đây chính là những yếu tố hỗ trợ cộng với cái thuận duyên của điều kiện hoàn cảnh thì sức khỏe sẽ được gia tăng. Lời nguyện đó bây giờ thực tập không khó lắm. Cho nên nếu lỡ ai mà xấu xấu giống như ông này, đừng có mặc cảm, không ạ. Ta phát huy cái sự trang nghiêm của đời sống nội tâm thì nét đẹp đó nó tỏ ra ngoài một cách rất là tự nhiên. Còn nét đẹp do chúng ta trang sức bằng các cái phương tiện để làm cho nó được thấy đẹp đó, bao giờ cũng mang tính điều kiện và không có bền. Khi có thì thấy đẹp, và khi không thì thấy bình thường. Ta thử nói một câu thế này: hôm nay thấy chị trang sức mặc áo son phấn đẹp quá. Nếu ta chịu khó phân tích chút xíu, hôm nay chị đẹp quá được hiểu đồng nghĩa là hôm qua, hôm kia và hôm sau chưa chắc đã đẹp. Trên khen đã hàm ý lời chê rồi. Còn khi mà nói đến cái thân tướng trang nghiêm đó thì nó lưu xuất từ bên trong ra bên ngoài. Tướng tùng tâm hiện thì nét đẹp đó còn hoài. Đẹp bằng đạo đức đó, thì vóc dáng, hình thù, màu da như thế nào đi nữa, sự biểu đạt đó vẫn là cái gì đó rất đặc biệt. Đức Phật Dược Sư rất tâm lý vì biết rất rõ con người của ta bà, dù nam hay nữ đều thích mình được đẹp hết á. Nhưng không phải thích ai cũng được, vì bị ảnh hưởng gen di truyền của cha mẹ ông bà. Có người da đen, da trắng, da vàng, người cao, kẻ thấp, người mập, kẻ ốm, hình thù vóc dáng khác nhau hết. Quan niệm thẩm mỹ lại càng khác nhau nữa. Một số nước châu Phi đó, ta quan niệm đẹp là gì? Người phụ nữ nào có cái càm dài ra khoảng chừng một tấc và có thể để một cái ly nước lên được á, được gọi là hoa hậu. Mà nếu như ta lấy các cái tiêu chí thẩm mỹ của Việt Nam, ta gặp những người đó tối dễ nằm ngủ ác mộng lắm. Cho nên có một nhà tư tưởng đã nói đẹp lệ thuộc vào con mắt. Còn nếu nói theo đạo Phật á, đẹp lệ thuộc vào nghiệp, dẫn đến thái độ của cái nhìn. Quan niệm đẹp của mỗi người mỗi khác nhau thôi. Còn khi mà đẹp bằng thân tướng trang nghiêm, tức là số đạo đức á, thì dầu bằng quan niệm thẩm mỹ nào, bối cảnh văn hóa gì, trong không gian sáng hay là tối, thì đất đẹp đó vẫn như nhau, không có thay đổi. Lời nguyện thứ hai của Đức Phật Dược Sư là mong cho mọi người tâm như hoa nở, trí tuệ sáng láng, siêng năng hành trì, thành tựu mọi sự nghiệp. Yếu tố nở hoa của tâm là quan trọng nhất. Ta thường gọi là khai tâm điểm trí đó. Đức Phật được gọi là bậc giác ngộ, mà hiểu theo nghĩa đen á là đang ngủ, mở mắt tỉnh thức. Ban đêm á, mỗi người có trung bình từ 30 cho đến là 300 giấc mơ. Phần lớn khi thức giấc ta chỉ nhớ những giấc mơ đầu hôm thôi, cuối hôm ấy, vì nó gần nhất. Và các giấc mơ khác á, do bị ức chế tâm lý cho nên bị thay thế bởi những giấc mơ kế, và những giấc mơ kế bị thay thế bởi giấc mơ cuối cùng, cho nên ta nhớ cái cuối cùng thôi. Do vậy tâm mình không sáng láng được. Còn tu tập theo Phật giáo, tin vào nhân quả, thấy rõ là mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này không có nguyên nhân đầu tiên, dầu được gọi là Thượng Đế, Duy Phật, Duy Tâm, đất, nước, gió, lửa hay là bất cứ một cái gì, đều là sai lầm hết. Thì lúc đó con người quay trở về với học thuyết duyên khởi mang tính tương tác đa chiều. Thì lúc đó đó, tâm của con người trở nên sáng láng, giải phóng mình khỏi ách nô lệ các thần linh. Và đây chính là tự do quan trọng nhất mà con người cần phải có. Tôn giáo thường trói buộc con người vào thần linh bằng những lời đe dọa.
để ta sợ mà bị lệ thuộc suốt cả cuộc đời. Còn Đức Phật dạy chúng ta giải phóng khỏi thần linh để tâm được sáng, mà khi tâm sáng rồi không còn nỗi sợ hãi nào có thể làm chúng ta bị ám ảnh được hết á. Thì lúc đó đó, trí tuệ sẽ giúp cho con người trở nên tinh tấn. Và nhờ tinh tấn, tức là theo đuổi mục đích thiện một cách bền bỉ, dầu có ba chìm bảy đò tám lên đền cũng không có bỏ cuộc đi chừng, thì lúc đó không có sự nghiệp gì mà không thành tựu được hết á. Tết mà đến nhà nào mà được lời chúc đúng như lời nguyện thứ hai của Đức Phật Dược Sư thì sướng lắm. Phần lớn ta không chúc vậy, ta chúc sao? Tiền vô cửa trước, vàng vô cửa sau, hai cửa gặp nhau đi vào cát sắt là mình lại nghe mừng à. Chúc ở trong đạo Phật là chúc trí tuệ sáng láng. Thì vì trí tuệ đó là nguồn gốc của hạnh phúc, đạo đức, bình an, ơi thế giới thì hòa bình thịnh trị, không có gì quý hơn được trí tuệ. Trong cái gì giáo Đức Phật dạy, duy tuệ thị nghiệp, trí tuệ là sự nghiệp lớn nhất của đời người. Cho đến thế kỷ thứ 17, thế giới phương Tây mới giật mình tỉnh thức, thoát khỏi ách nô lệ tôn giáo của Thiên Chúa tại châu Âu, châu Mỹ, châu Phi. Trào lưu triết học ánh sáng ở các châu lục này đó là để tách rời tôn giáo ra khỏi khoa học, giáo dục, chính trị và các lĩnh vực xã hội. Nhờ đó khoa học nhảy vọt chưa từng thấy vào thế kỷ thứ 19 và 20. Rất tiếc là phương Tây biết đến đạo Phật quá trễ đi. Chứ nếu như vào những thế kỷ đó đó mà biết đến đạo Phật á, khai tâm điểm trí, trí tuệ sáng láng á, thì cái nền khoa học của con người trên hành tinh này nó lại càng đi xa hơn nữa. Mọi vấn đề được giải quyết bằng trí tuệ vốn là đỉnh cao nhất của kiến thức. Kiến thức ta có thể học bằng sách vở, trường lớp, kinh nghiệm, thầy cô giáo, cha mẹ, tư duy logic cá nhân bằng các phương pháp như diễn dịch, quy nạp, loại suy, tổng hợp, vân vân. Mà trí tuệ đó là nhờ sống đời sống đạo đức, sống phù hợp với nhân quả, có thực tập thiền định, giữ tâm được bình an, bất động trước mọi thăng trầm. Do đó không tốn tiền để mua, không phải bỏ nhiều năm để lấy một bằng cấp. Nam nữ lớn nhỏ gì cũng có thể có được trí tuệ nếu ta sống đúng với nhân quả và sống đúng với đạo đức, và không còn bất kỳ một nỗi sợ hãi nào. Lời nguyện thứ ba, Phật Dược Sư mong tất cả chúng ta có một đời sống tự chủ, đầy đủ và hạnh phúc trong sự sum vầy. Nếu áp dụng lời nguyện này đó vào bối cảnh thế giới hiện tại đó, thì ta thấy ý nghĩa của nó rất là lớn. Cho đến 3 năm gần đây thì Việt Nam mới bắt đầu chủ trương người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tức là lấy chủ nghĩa yêu nước áp dụng vào trong chủ nghĩa tiêu thụ của kinh tế thị trường. Cái độ bền của nó không vững lắm. Yêu nước đó thì có giới hạn. Và nếu như mình không có đề cao cái tính cam kết về chất lượng cách mặt hàng, mẫu mã thích hợp, rồi tiền mua thì vừa túi, thì người có yêu nước cơ được nữa cũng không có thể xài hàng Việt Nam chất lượng thấp, giá cao so với các mặt hàng của nước ngoài. Cho nên tự chủ, tự sung túc là phải tự tạo ra nền kinh tế độc lập. Mà nhiều năm về trước đó, các quốc gia khác đã làm rồi, chẳng hạn như Ấn Độ. Sau khi giành được độc lập bất bạo động từ đế chế Anh Quốc, Gandhi đã nghiên cứu tư tưởng Phật giáo và Ấn Độ giáo, thiết lập một cái nền kinh tế tự chủ cho đất nước Ấn Độ. Cho nên Ấn Độ không bị lệ thuộc vào các nước phương Tây nhiều. Bây giờ các nhà khoa học của Ấn Độ có thể chế tạo được nguyên tử, hạt nhân, phi thuyền, máy bay, xe lửa. Hầu như không có cái gì trên hành tinh này có mà Ấn Độ không sản xuất được. Việt Nam
bây giờ mới bắt đầu đi vào những cái vết, những cái quỹ đạo đó, mặc dù hơi muộn màng nhưng rất tốt. Còn đối với mọi người đó thì ta cũng phải tự tự chủ, tự lập, để cái giá trị của những gì ta làm ra đó, phụng sự xã hội, nó có ý nghĩa lớn. Người Việt Nam mới định cư ở các châu lục sau năm 75 đó, thì được có khuynh hướng là nhận viện trợ. Nhưng vì lâu về dài đó, muốn sống tốt đó là phải tự chủ đó, bằng cách là phải có công việc làm ổn định, hòa nhập với cái văn hóa bản địa, và trở thành là một trong những người tạo ra của cải tài sản vật chất. Nhận viện trợ thì mang tính điều kiện, mang yếu tố giới hạn, đến một giai đoạn nào đó sẽ phải kết thúc thôi. Ai đi bằng cây gậy, nếu mắc cây gậy sẽ bị té. Ai đứng bằng cái dù của người khác trong bóng mát thì dù đó không còn nữa, người đó bị nắng. Ai tự lập bằng đôi chân, bàn tay của mình sẽ bền bỉ. Và đây chính là triết lý của Phật giáo, tự lực. Trong mọi lĩnh vực, ta sẽ được an toàn. Và tự lực được hiểu theo ý nghĩa rộng nhất của Phật giáo, đó là tinh tấn. Tinh tấn là nỗ lực của tự thân trên các mục đích thiện, đạo đức, để cho ta đạt được những cái khó đạt. Từ đó chúng tôi xin đúc kết ra một con công thức thế này: ai chịu khó bằng khỏi khó chịu lâu dài. Đảo ngược lại thế đó, ai không chịu khó dầu chỉ là thời gian ngắn sẽ khó chịu lâu dài. Cho nên tinh tấn thì khó phải khó chịu. Và ở đây Đức Phật Chư Sư dạy chúng ta là hãy tự chủ lại. Đó là về phương diện kinh tế. Và về phương diện tâm ý, ta phải làm chủ các giác quan, làm chủ nhận thức của mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi, thân ý. Và do đó không có vui quá đà, không bị cạm bẫy, không bị những cái sức ép, không bị những cái áp lực. Và do đó trong mọi tình huống thuận mà nghịch, ta vẫn có thể làm chủ được lấy bản thân ta. Người như thế đó lâu dài trở thành là một bậc thánh. Với thái độ và cái con đường sống như thế đó, thì sự có mặt của chúng ta trong cuộc đời đó bao giờ cũng là sự hòa hợp xung vầy hết. Tại vì có mặt ở đâu là mang lại niềm vui cho người khác. Còn người thiếu tự chủ đó thì làm phiền cho người thân. Người thiếu tự lập đó, thì phải suốt đời ỷ lại, bị lệ thuộc, nương tựa. Từ vị thứ tư, Phật Dược Sư mong tất cả chúng ta có được lòng vị tha, chuyển hóa đi cái tâm lý vị kỷ, với một chí nguyện lớn mang lợi ích cho nhiều người. Cái thói quen thông thường của chúng ta đó là lấy mình làm hệ quy chiếu. Ở lúc mình vô chùa mình cũng cầu nguyện Phật gia hộ cho mình trước đã, không ạ? Rồi mới đến người thân, người thương. Và lúc mà mình đang ganh ghét ai, cầu nguyện cho tất cả chúng sinh, chứ mình thầm nghĩ trong đầu bằng cách vô thức là không có bao gồm người ấy, người nào mình đang ghét á. Tâm vị kỷ vẫn còn. Còn là Phật dạy chúng ta là mở tâm từ bi rộng ra, giang đôi tay ban tặng người khác, thì những cái công đức phước báo mình đang có không mất đi, mà ngược lại đó, nó trổ quả nhiều hơn. Cái công thức mở rộng tâm bằng sự phát nguyện khác với cái việc mà chúng ta cho vật lý. Ví dụ như chúng tôi có một cái hoa màu vàng này rất đẹp, tặng một Phật tử, một bác trai, một bác gái nào đó với sự trân trọng và tôn quý, thì cái hoa này nó không còn trên tay chúng tôi, và chúng tôi không còn là sở hữu chủ của nó nữa. Người được tặng nó sẽ là sở hữu chủ mới. Tặng rồi hết, tấm lòng còn. Nhưng mà đối với công đức đó, và phước báo đó, khi mình mở tâm rộng chừng nào đó, chẳng gì nó không mất đi mà nó còn lớn thêm về quả phước. Bằng cái phương pháp này đó, khi ta có mặt trong đàn chàng dược sư theo sự hướng dẫn của thầy chủ trì, thay vì mình cầu trước đây cho gia đình mình không, bây giờ mình cầu cho thế giới hòa bình, quốc gia được thịnh trị, mọi nỗi khổ niềm đau nó ngày càng giảm đi và không còn nữa, thì tự động cái tâm mình nó được nhân lớn lên, mình trở thành là người cao thượng hơn, sống vị vô ngã vị tha. Chẳng những mình không mất đi cái gì hết mà nó còn có nhiều giá trị tích cực hơn. Hay nói cách khác là
nhân quả của phước báo tỷ lệ thuận với tâm lược. Như tâm mình phát xuất từ cái cầu danh hay là sát xuất từ những động cơ tiêu cực ích kỷ đó thì quả phúc nó không có lớn được. Và cái này nó đâu đòi hỏi mình phải tốn kém gì đâu, chỉ cần mở cái tâm ra thôi là quả trọn tỷ lệ thuận theo. Đó là thực tập phát nguyện thế cho cái cầu nguyện. Trong bát chánh đạo, tức là 8 yếu tố để giúp cho một người phàm trở thành một bậc thánh, giúp cho một người khổ được an vui, giúp cho một người nghèo được giàu, giúp cho một người thất bại được thành công, không có yếu tố nào là cầu nguyện hết á. Phát nguyện là tâm rộng lượng. Người ta học theo Phật giáo thì con người trở nên năng động, dấn thân nhập thế, cứu người giúp đời. Đó chính là yếu tố dược sư thực tế. Đại nguyện thứ năm, Phật dược sư mong mỏi cho mọi người sống một cuộc đời tâm linh phù hợp với các luật nghi, rồi giới lợi ích tất cả các loại hữu tình, và giới mang lại các pháp lạc. Chữ giới trong Phật giáo là những điều khoản đạo đức, mang tính cách là hỗ trợ và giúp cho chúng ta rất nhiều trong sự thăng hoa đời sống tâm linh. Khi mới bắt đầu đi theo đời sống đạo đức thì mình có cảm giác nó gò bó, khó lắm, mình sợ là không được. Giống như khi mới lên xe hơi bị bắt buộc phải cài dây an toàn, chúng ta cảm thấy nó ngột ngạt lắm. Chỗ nào không có công an, giao thông mình tự tháo ra. Nhưng không ngờ cái đó chính là vệ sĩ giúp chúng ta trong những cái rủi ro tai nạn. Khi Việt Nam mà áp dụng an toàn giao thông bắt buộc tất cả người lái xe hai bánh, xe mô tô đó bắt buộc phải đội nón bảo hiểm thì nhiều người chịu không nổi. Nhưng mà khi mang quen rồi nó thấy bình thường thôi. Nó bảo vệ chúng ta nhiều thứ lắm. Thì đời sống đạo đức, các điều khoản đạo đức cũng thế. Hôm qua là ngày rằm tháng giêng, các chùa đều tổ chức lễ quy y. Chùa Giác Ngộ tổ chức có khoảng 250 người đến quy y. Trong đó có một Phật tử rất thuần thành khích lệ người chồng của cô đến chùa y. Ông trước năm 75 tốt nghiệp cử nhân Phật học tại Đại học Giang Hạnh, nghiên cứu Phật pháp rất vững, nhưng mà không biết vì lý do gì cho đến bây giờ vẫn chưa chính thức là Phật tử, mặc dù vẫn đi chùa với vợ. Thì vợ năn nỉ lắm, ông mới trả lời thế này: không phải tôi cống cao ngã mạn như là một số đàn ông khác không muốn làm đệ tử của các ông thầy, mà vì có hai điều ở trong các điều khoản đạo đức Phật dạy tôi là không nổi. Và vợ hỏi điều gì? Ông nói thứ nhất là không được ngoại tình, thứ hai không được uống rượu. Bà vợ nói trời ơi, từ đó giờ ông ngoại tình phải không? Ông nói không có. Bà vợ nói ông làm gì làm, miễn hung vợ, thể hiện tình yêu với vợ được rồi, chứ đừng làm vợ người ta. Ông nói cái đó tôi làm được, nhưng mà lỡ mà thích người khác mặc dù có phạm giới gì hết thì sao? Rồi bây giờ công việc làm ăn buôn bán, đi tới đâu người ta cũng mời giao lưu đối tác bằng rượu bia, mà nếu không biết cái này không hòa nhập vô thì không làm ăn được. Nhiều chúng tôi xin mắc bảo quý vị ký hợp đồng trong lúc uống rượu đi tù dễ lắm. Bởi vì lúc đó mình không làm chủ mình được nữa, mình không biết đúng sai nữa, ta chỉ tăng bốc mình lại vài ba câu thôi, khoái liền ký vô dương bảy. Đang lúc tỉnh táo ký còn chưa chắc ăn nữa, đừng nói đang lúc mà mình xỉn. Và trở về với nền văn hóa Việt Nam gì, cái trầu cái cao là đầu câu chuyện. Cái văn hóa trầu cao là văn hóa rất là từ bi, rất là môi sinh, rất là gần gũi cuộc sống. Tại sao mình không làm để bắt chước văn hóa phương Tây là rượu bia để làm gì? Có lẽ là người chồng trong câu chuyện này đã nghĩ rằng đó, thà không quy y làm đệ tử Phật, không tiếp nhận các điều khoản đạo đức, lỡ mà có vi phạm thì không có bị tội nặng hơn. Đó là một suy nghĩ sai lầm. Có quy y làm đệ tử Phật hay không, vi phạm luật pháp thì luật pháp vẫn sờ gái, và ta vẫn phải gỡ lịch trong tù như thường thôi, và cũng không vì thế mà tội nặng hơn.
Nhưng khi đã là Phật tử rồi đó, mà nếu lỡ có làm những điều sai với luật pháp á, lòng mình cảm thấy nó dai rất hơn. Cho nên ta nêu ra cam kết, tôi sẽ không làm trong tương lai. Và do vậy ta có khuynh hướng trở thành là một người ngày càng tốt hơn, đẹp hơn. Chẳng lẽ suốt cuộc đời ta không muốn mình là người tốt, hoặc là không tự tin rằng mình có thể làm được việc đạo đức để trở thành người tốt sao? Tất cả đều là niềm tin thôi. Nỗ lực thì ai cũng có thể làm được. Trong lời nguyện này đó, Phật Dược Sư muốn tất cả mọi người đều phải trải nghiệm đời sống đạo đức. Mà theo Đức Phật Thích Ca đó, ai sống đời đạo đức thì bình an vô sự, không có sợ hãi. Mà sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc. Nơi nào có sợ hãi, dù là sợ chết, sợ mất uy tín, sợ bị hại, sợ bị thương tật, sợ tai nạn, sợ những con vật như là sâu rộm, thằn lằn, như cha phụ nữ sợ, đều chưa đạt được đời sống tự giác. Cho nên phải rủ bỏ cái sợ đi. Mà sợ lớn nhất trong cuộc đời theo Đức Phật là gì? Sợ chết. Vì chết là cái nguy hiểm nhất. Những cái thứ kia đều là một phần nhỏ của cái chết thôi. Mà theo Phật giáo mình đã hiểu vô ngã vô thường rồi, còn gì đâu sợ chết nữa. Cho nên những cái còn lại không gì để đáng sợ. Chỉ sợ là mình không sống được đời đạo đức thôi. Cho nên lời nguyện thứ năm này đó là mỗi người phải gieo trồng đời sống tâm linh. Mỗi một gia đình cần phải có gốc tâm linh nho nhỏ với một bàn thờ Phật trang nghiêm. Mỗi ngày thắp hương, cúng trái cây hoa quả, nếu không có đủ kinh tế tiền bạc người ta cúng nước để bày tỏ lòng thành nhất của mình. Bên cạnh bàn thờ Phật thì cần phải có bàn thờ gia tiên. Nếu cha mẹ đã quá cố đấy, ta thờ chung vế cổ quyền thất tổ như là các vị Phật trong nhà. Và đây là đạo lý duy nhất chỉ có trong đạo Phật thôi. Các tôn giáo khác dạy chúng ta là tôn thờ thượng đế các thần linh, mà đôi lúc không thờ cha thờ mẹ nữa. Còn đạo Phật dạy là không thờ thượng đế và các thần linh, vì thượng đế không có thật, thượng linh các thần linh không can thiệp vào đời sống hạnh phúc khổ đau của con người. Nhân quả tự quyết định lấy hết tất cả mọi thứ. Nên là sống với đạo Phật nó thiết thực lắm. Cha mẹ không thờ đi thờ ông thần nào? Hỏi lý do tao sợ. Sao sợ? Sợ rằng không thờ ông thần ông trù dập mình. Dở các kinh thánh của các tôn giáo đều có ít nhiều những câu như thế này: sóng thần, động đất, hồng thủy, dịch bệnh, chết chóc, mất mùa, tai nạn đều do thượng đế các thần cả giận mà trừng phạt con người, vì con người không biết điều với các thần. Nếu thượng đế và các thần mà lại thế thì đáng là đối tượng bị chúng ta lên án, chứ có đâu sợ mà đi thờ. Không à, nhà vua hay là đứng đầu một quốc gia, những nhân vật là cầm cân để mực mà như thế thì ta cũng đâu có sợ, phải không? Huống hồ là các vị thần vốn không có thể can thiệp vào nhân quả chúng ta được. Cho nên tôn thờ đạo đức là yếu tố quan trọng nhất. Lời nguyện thứ 6, Đức Phật Dược Sư phát nguyện là đối với những người bị khuyết tật thì mong cho người đó có được thông minh sáng láng để bù đắp lại những gì mà mình không có được. Khuyết tật ở trong kinh được bao gồm khiếm thị, tức là mù mắt, khiếm thính, tức là bị điếc, á khẩu, tức là bị câm, tay chân thì không được lành lẹn, các cơ quan thì lúc mới sinh ra là đã bị dị tật bẩm sinh. Thì thường những người như thế đó bị mặc cảm tâm lý lớn lắm. Chùa Giác Ngộ của chúng tôi mỗi một tháng tổ chức 2 ngày khóa tu vào ngày thứ bảy cho các bệnh nhân ung bướu và khiếm thị, trung bình khoảng 300 người cho đến 350 người mỗi kỳ. Có các Phật tử phát tâm đưa họ từ trung tâm về chùa, lo hết những phần còn lại trong ngày để họ được nghe thuyết pháp, tụng kinh sám hối, rồi sinh hoạt Phật pháp. Giúp quân ngài như thế được có niềm vui nội tại lớn lắm, và quên đi những cái mặc cảm thô sức của bản thân. Và nếu những người bị khuyết tật như thế mà là người nữ đó, thì cái mặc cảm còn dâng trào nhiều hơn, vì người nữ sống với trái tim và cảm tính nhiều. Theo Đức Phật Dược Sư đó, mặc cảm giam nhốt chúng ta trong các ngục tù.
và nó có thể nó dẫn đến những cái biến chứng tâm lý cực lắm, kỳ cục lắm. Cho nên tốt nhất là giải phóng mặc cảm. Mà muốn như thế thì Đức Phật Dược Sư nguyện cái vế kế tiếp theo là có tâm được sáng láng. Người có tâm sáng láng đó là biết biến cái sở đoản thành một sở trường. Cái đó đâu có. Dân gian nói những câu như thế này: có tật có tài. Nếu ta đảo lại thành cái vế có tài có tật là nguy hiểm, mà có tài có tật không dám chơi, không ai dám sử dụng hết. Tài á cao cỡ như là núi Tu Di mà có nhiều cái tật xấu quá thì nên kính như viễn chi. Vì khi có tật tức là mình có những cái bất toàn, như ngược lại ta có cái tài thì ta bù lại để ta không bị mặc cảm. Nhà bác học Hawking, người Hoa Kỳ, từ nhỏ là bị dị tật, suốt cuộc đời gắn liền với một chiếc xe do chính ông tạo ra khi còn là một sinh viên. Trên chiếc xe này ông thiết kế những cái máy riêng do ông làm ra. Ông bị câm và điếc và nghe bằng hệ thống máy, nói bằng hệ thống máy do chính ông sáng tạo. Ấy thế mà vài năm sau ông trở thành là giáo sư vật lý nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Đính chính lại những cái định luật định lý của các nhà khoa học gia nổi tiếng như Newton, Einstein v.v. Tức là biến cái khuyết tật của mình trở thành một cái sở trường đầu tư. Và trí tuệ của ông á, các khoa học gia của thế kỷ 20 chưa có người thứ hai sánh bằng. Cái đó là về tâm sáng láng. Trong khi mình đã bị khuyết tật rồi, cộng thêm cái mặc cảm thua sút về thân phận, về vị thế xã hội, về cái nghèo cùng vân vân đó, thì làm cho chúng ta bị trầm cảm, mặc cảm và thậm chí là tiêu vọng, bế tắc. Nói theo nhà sĩ Trịnh Công Sơn là: tôi ơi đừng tuyệt vọng. Hãy tự nhắc nhở với mình cái tôi này đừng có tuyệt vọng. Ta là ai mà sao trần gian thế. Cái tôi tuyệt vọng đó là cái tôi đáng ghét. Cái tôi đó rất nguy hiểm và phải làm sao nâng nó lên. Miễn là đừng cống công các bạn, để ta có thể làm được những việc khó làm. Vì cái giá trị của cuộc đời nằm ở chỗ đó. Hướng Dương là một nữ Phật tử. Vào năm 2006 đó thì thành phố Hồ Chí Minh bầu chọn ra 10 gương mặt thanh niên ưu tú nhất của năm. Thì chị lọt vào danh sách đứng thứ 3. Và lúc đó báo chí tới phỏng vấn thì chị nói chị là một Phật tử thường thành. Báo yêu cầu là bỏ yếu tố này đi, không nên đăng. Thì chị nói nếu không như thế tôi xin tình nguyện là không nhận giải thưởng đó. Có gì là tội lỗi khi xác định tôi là một Phật tử. Nhà báo mới nói rằng là bây giờ vì những lý do tế nhị con nên không đưa tôn giáo ra. Thì chị nói là nhờ đạo Phật mà tôi sống được ngày hôm nay. Chị mới kể câu chuyện của chị rất là thảm thương và có nhiều bài học để học. Một tai nạn giao thông đã ập đến. Trên đường chị băng ngang qua cái đường rầy do bất cẩn, xe lửa đã cán đứt đến hai cái đùi. Và chị đã tự tử mấy lần vậy không chứ. Vì nghĩ rằng là mất hai cái chân mà một người phụ nữ như vậy là coi như phế nhân rồi. Rồi một sư bà đã đến thăm viếng và khích lệ bằng những lời Phật dạy để cho chị đủ bản lĩnh đứng lên. Đó là sư bà Phước Hải ở quận 10. Và giờ đó chị đã sống lại bằng một nhận thức rất mới, rất lạc quan. Chị mới nghĩ rằng là tôi có một giọng rất là hay, tại sao tôi không biết đem cái giọng này để phục vụ cho biết bao nhiêu người khổ đau. Chết làm gì, cha mẹ mình lại khổ thêm một lần nữa thì sao. Chị nảy sinh ra một sáng kiến, đó là thành lập cái trung tâm sách nói cho những người mù. Và chị là người phát tâm đọc miễn phí. Một người què chăm lo cho những người mù, cho nên là mạnh thường quân ủng hộ rất nhiều. Và bây giờ cái tủ sách nói do chị phát tâm đọc nó lên đến mấy trăm đầu sách rồi. Và nó được áp dụng rất nhiều ở các trung tâm khiếm thị, giúp cho những người bị thiếu ánh sáng có được niềm tin lạc quan hơn. Thay vì trước đây phải dùng hệ thống chữ nổi đọc lâu lắm, bây giờ mở mấy cái tác phẩm hay của chị đọc lên hay vô cùng. Đó là biến cái sở đoản thành sở trường. Mà đây lời quyền thứ 6 Đức Phật Dược Sư đã dạy. Thứ 7, đối với những người bị bệnh tật
thậm chí là bệnh nan y ở giai đoạn cuối, thì Phật Dược Sư nguyện là mong cho họ sớm vượt qua được nỗi khổ niềm đau bằng sự thực tập làm chủ lấy cảm xúc. Rất là thiết thực. Có thể cho đến bây giờ vẫn còn rất nhiều Phật tử nghĩ rằng Phật không hề bị bệnh, Bồ Tát không hề bị đau, cho nên đến chùa đó ta rờ vào thân tượng của Phật và vuốt lên trán, lên cổ, lên thân thể của mình và mong rằng Phật gia hộ bình an vô sự cũng tốt thôi, còn được hay không là chuyện khác à. Phật Thích Ca lịch sử vẫn bệnh như chúng ta. Ngài có một bác sĩ cá nhân tên là Jivaka, anh em một cha khác mẹ với vua Asathe, tức là ông là con của vua Tabasala, con rê, và trở thành là một vị quân y đại tài. Mỗi khi Đức Phật bị đau ốm đó, thì ông cho Đức Phật uống các loại thuốc gia truyền là hết liền thôi. Do đó Đức Phật mới làm Phật sự dẻo dai đến tuổi 80, vì Đức Phật 6 năm khổ hạnh, Ngài ăn có mấy hạt mè, nếu là người khác đã chết rồi, Ngài vẫn sống. Một ngày ngủ có 3 tiếng đồng hồ mà vẫn thọ được 80 tuổi là chuyện hiếm có trên đời. Cuối cuộc đời đó, Đức Phật ăn phải nắm độc do Thuần Đà cúng, cái bát cơm cuối đó. Bây giờ theo các nhà nghiên cứu suy luận đó, có thể Ngài bị ung thư cuống bao tử, cho nên nó đau lắm. Nuốt cái gì vô là đau kinh khủng. Và kinh Đà Đắc Niết Bàn mô tả giai đoạn cuối cuộc đời của Đức Phật, Ngài phải nhập sơ thiền để có được cái hỷ lạc, rồi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và cuối cùng là diệt thọ tưởng định, tức là vượt qua ý niệm, tâm tư và nhận thức để nỗi đau không khống chế tâm lý. Nỗi đau của thân là một hiện thực có thật, không phủ định nó, đã thừa nhận nó, nhưng mà thực tập thiền quán để vượt qua nỗi đau này. Ngày nay ta có thể sử dụng danh hiệu Đức Phật A Di Đà, danh hiệu Đức Phật Dược Sư, Bồ Tát Quan Thế Âm để ta dùng như là một phương pháp thay thế. Thế là khi tâm mình tập trung niệm vào danh hiệu của các ngài đó, thì đó ý niệm về cái đau trên thân đó nó được giảm đi. Ý niệm về nỗi đau nhiều chừng nào thì nỗi đau nó trở về chừng nào. Ta thử hình dung một đứa bé con nhà giàu té xuống một cái, biết bao nhiêu là nào là vú nuôi nè, nào là chị nuôi nè, nào là những người gia nhân nè tới. Ồ con ơi, em ơi, có đau không? Tự động cái đau non tăng trưởng lên về phương diện cảm xúc, nó oà lên mà khóc. Còn một đứa nhà nghèo té xuống đau thiệt là đau, đứng dậy không thấy ai dỗ mình hết, đứng đi luôn. Cho nên nỗi đau đó nó thích được nuôi nắng bằng những sự chiêu chuộng. Cái tôi chiêu chuộng này làm cho nỗi đau gia tăng nhiều hơn. Đức Phật Dược Sư dạy chúng ta không nên thế. Ta phải làm chủ lấy cảm xúc để cho nỗi đau vật lý không khống chế tâm, thái độ, nhận thức, để ta không rơi vào sự tuyệt vọng. Nhờ đó ta đi một quãng đường để còn lại với nhiều giá trị và niềm tin. Cái này rất là dễ thực tập, ai cũng có thể làm được hết. Cho nên thấy được cái góc độ Đức Phật lịch sử như thế đó, thì ta không có thăng thượng quá, thăng thánh quá. Đức Phật là không có bị bệnh nữa, Ngài vẫn bệnh, nhưng mà cái khác biệt giữa Ngài và chúng ta, trong cái đau của thân, Ngài không có khổ cái tâm. Còn ta đau thân là khổ tâm. Cho nên người Việt Nam có thói quen nói là đau khổ là một. Đau răng, đau đầu, đau gan, đau tim, đau phổi, chứ đâu ai nói là khổ gan, khổ tim, khổ phổi đâu, đâu có đâu. Khổ nó thuộc về thái độ tâm lý. Và Đức Phật dạy, dầu có đau, ta làm chủ cảm xúc thì niềm an vui hạnh phúc vẫn có mặt. Cái khác biệt giữa người có tu và không tu nằm ở chỗ này. Là người thứ 8. Đối với chị em phụ nữ, phần lớn rơi vào mặc cảm tự ti. Khi mà mình sống ở trong một cái bối cảnh lịch sử và bối cảnh văn hóa trọng nam khinh nữ, đôi lúc mình muốn chết lắm. Tại sao thân phận nữ vừa bất tịnh, vừa bị bất công, vừa bị chèn ép? Bởi ai? Bởi cha, bởi chồng, bởi con trai, bởi những người đàn ông, cũng là những người thân thương của chúng ta cả thôi. Khổ suốt cả cuộc đời. Và ai có tâm niệm là muốn đổi nam thành nữ, xin lỗi, đổi nữ thành nam, vân vân, thì Phật Dược Sư dạy thế này, không cần thế. Chỉ cần có phương pháp Dược Sư, tức là thầy thuốc tâm linh, tự tạo ra phương pháp tu tập của tâm, như là một vị thầy thuốc
để giúp cho chúng ta không còn mặc cảm về giới tính nữa, thì lúc đó người nữ này sẽ trở thành bậc anh thư có tâm rộng lượng như các bậc đại nhân. Cái đó là cái yếu tố quan trọng, chứ không phải là thay đổi giới tính. Là người nam mà tâm nữ còn nguy hiểm hơn nhiều là làm người nữ mà tánh nam, tức là rộng lượng. Nhiều người năm về trước Đức Phật đã giảng cái này rồi. Và Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại xóa bỏ bất bình đẳng về giới tính. Khi Đức Phật cho phép Mahabharata Đề là mẹ kế mẫu và 500 mệnh phụ nhân của dòng họ Thích Ca làm các vị nữ tu đó, thì đó là lần đầu tiên trong lịch sử Đức Phật đã làm thế. Chưa có một tôn giáo nào cho phép như vậy. Và trong giáo đồ của Ngài, nếu có 10 vị đại cao tăng thập đại đệ tử là nam thì bên nữ cũng có 10 đại cao ni. Nếu về phía cư sĩ có 10 đại cư sĩ nổi tiếng đứng đầu là Cấp Cô Độc, thì bên người nữ có 10 đại nữ cư sĩ đứng đầu là Visakha. Đức Phật dạy mỗi người không nên gọi là ỷ vào giới tính của mình như là một mặt mạnh, và hoặc là bị mặc cả vào giới tính của mình như là một mặt yếu. Mỗi giới tính có sở trường riêng, đóng một vai trò riêng. Cho nên là ta không cần phải thay đổi giới tính, chỉ cần thay đổi cái tâm. Nếu mình thấy tham, sân, si, phiền não, nghiệp chướng, trần ô nhiều quá, ta tu tập làm sao chịu quá chúng. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm trong cái đàn dược sư mà quý vị đang chiêm bái trong nhiều năm qua, trong nhiều ngày qua tại chùa đấy, ở bên Ấn Độ có râu quai nón á, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhưng khi Đức Phật được giới thiệu trong nền văn hóa Trung Quốc vốn ảnh hưởng ít nhiều nền văn hóa mẫu hệ, thì Đức Bồ Tát Quan Thế Âm được đổi hình thành Đức Mẹ Từ Bi, hình tượng người nữ. Vậy là sướng quá trời, làm phụ nữ là mình đã trở thành người mẹ rồi, phát triển tình thương thay vì nó mang tính cách là cảm tính, có điều kiện của cảm xúc, bây giờ trở thành là Đức Mẹ Từ Bi thì tốt biết chừng nào, phải không ạ? Nói cái khác là có những sở trường thuộc về người nam, nhưng mà có những sở trường của người nữ, người nam không làm được. Tại sao ta phải mặc cảm về giới tính của mình để đi tìm lấy một cái khác để chặt đứt gốc rễ mình đang có? Chúng tôi nói thêm một yếu tố này để chúng ta còn tham khảo. Người nữ nào mà muốn trở thành nam giới mà không có thực tập về cái tính cách cao thượng rộng lượng đó, thì sanh ra đời sau cũng có thể thành nam thiệt, nhưng mà thân nam tánh nữ trở thành là BD. Ô môi. Người nam nào muốn trở thành người nữ để được mọi người ga lăng mà không có thực tập cái tánh dịu dàng thì trở thành là BD. Cho nên là không có cần phải thay đổi giới tính. Ta ở vai trò nào, vị thế nào, ta phát huy cái sở trường đó. Là muốn được như thế thì theo Đức Phật dược sư là gì? Là biết thực tập chuyển hóa tâm để ta trở thành là bậc anh thư, tức là bậc anh hùng của người nữ thì gọi là anh thư, còn nam gọi là anh hùng. Chứ thư hùng á, nó thuộc về cái từ giới tính. Nhân tài của nữ gọi là anh thư, nhân tài của nam gọi là anh hùng. Ta cũng có trong cuộc đời này nhiều bậc anh thư, chẳng hạn như Trưng Trắc Chương Nhị mà các lịch sử Việt Nam phải tôn thờ, là Lời Nguyện Thứ 9 đối với những người sống tàn kiến, thì Ngài mong cho tất cả gặp được chánh pháp của Phật, bỏ hết tất cả mê tín dị đoan. Đây là lời nguyện thuộc về nhận thức luận. Tà kiến trong Phật giáo đó là cái nhìn sai lầm, bao gồm rất nhiều phương diện. Ví dụ ta cho rằng là có Thượng Đế sáng lập ra con người và dạng vật, có các thần linh trưởng qua các ngành nghề và chức nghiệp, cho nên phải o bế các ngài để được bình an, được ban phước và không bị giáng họa. Đó là tà kiến. Thế tôi nghĩ rằng là có ngày tốt, tháng xấu, năm thuận, năm nghịch, đều phải kiên cử đủ thứ hết, kiên cử xuất hành, kiên cử khai trương, kiên cử những ngày sát chủ vân vân, thì ta đang rơi vào tài kiến. Nghĩa rằng là có một định mệnh an bài sắp đặt bởi Thượng Đế, có muốn làm khác hơn cũng không được, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đạt Phật thanh cao là tà kiến. Cho rằng chết là hết, không có đời sống tái sinh cũng là tà kiến.
cho rằng đó là mọi sự vật này bắt nguồn từ vật chất, là duy vật, là tà kiến. Cho rằng mọi thứ trên cuộc đời này bắt đầu bằng duy tâm là tà kiến. Đạo Phật không phải là duy vật, lại cũng không phải là duy tâm. Đạo Phật là chủ trương duyên khởi, tức là nhiều yếu tố tương tác đa chiều trong quá trình hình thành, phát triển, tồn tại rồi để thành một cái mới. Và suốt quá tiến trình đó luôn luôn là cái trở thành, không phải là chính nó, chứ không khác với chính nó. Nó có yếu tố tiếp nối và phát triển, rất là phù hợp với khoa học. Nhiều người mê tín khổ lắm, ví dụ làm ăn không ngóc đầu lên, đi gặp thầy pháp, thầy cúng, thầy bói. Nếu là người nữ, ta biết là nữ mê tín nhiều, thì thầy bói, thầy pháp sẽ phán cho một câu: chị có dòng nam theo, cho nên ngóc đầu lên không nổi đâu. Chính vì thế mà chị bị tình duyên lận đận. Có nhiều cái ông mà thắt lương chút xíu, bà có đến 3 dòng nam, 1 dòng trẻ, 2 dòng già, đánh lộn nhau, giành giật bà, cho nên bà không cách gì mà làm ăn được đó. Nghe phán một câu như thế là thất sơ, rồi thất điên mất đảo, rồi tiền mất tật mang, lệ thuộc tâm lý, khủng hoảng, sợ hãi, riết rồi bị tâm thần luôn. Nhiều chị em á là khó tính quá, cho nên là đàn ông ta không dám thương, hoặc là kén chọn quá, cho nên là không có người thích hợp để mà thương. Hoặc là quá thành công cho nên mình mong là cái người mình thương phải cao hơn mình, mấy người cao hơn mình, giỏi hơn mình, hay hơn mình, có vợ hết rồi lấy đâu mà tính mình. Cho nên cái kén đó dẫn đến tình trạng là mình không có duyên để mà lập gia thất, rồi không có phân tích nguyên nhân gì đó Phật đã dạy, lại tin vào tà kiến, bói toán, cuối cùng rồi nó không được cái gì hết. Có nhiều người làm ăn thất bại trong 2 năm vừa qua, đi qua thầy bói, thầy bói nói là vì động mộ động mã, cha của ông nội của bà là chết vào ngày sát chủ, tam tang trùng tang, cho nên con cháu ngóc đầu lên không được, hoặc là rơi vào cái cung ly tán hết tất cả mọi thứ. Thế là mình đối chú là ồ đúng thật, mấy năm qua hàng gì mà không làm ăn gì được hết trơn. Từ mê tín gì đâu nó dẫn tới cái gì, du quan giá họa cho ông bà tổ tiên của mình, đó là tội đại bất hiếu. Cái khủng hoảng tài chính toàn cầu nó diễn ra vào tháng 7 2007 và tạm kết thúc vào tháng 1 năm 2009. Các đại tỷ phú còn phải bị chết mà. Bill Gates, tỷ phú giàu nhất hành tinh, năm 2009 không bị thua lỗ 14 tỷ đô la. Và nhiều tỷ phú khác bị trắng tay, cho nên đã tự tử mà chết. Trong số đó có Michael, đứng thứ 5 trên thế giới, đứng thứ 5 tại thế giới và đứng thứ nhất ở tại Đức. Thua lỗ nhiều quá, phải là tiếc của quá, cho nên không tin những gì đã mất, cho nên chết cho quên đi nỗi đau. Nỗi đau lại gia tăng gấp bội, vì sau khi ông chết rồi đó, mấy trăm ngàn công nhân ở mấy chục quốc gia không có công ăn việc làm. Nếu ta sáng suốt bình tĩnh, thấy rõ những điều này thì ta đâu có phải tự hành hạ bản thân mình đâu. Cái duyên nghịch nó dẫn đến cái hoàn cảnh xấu, mà ai cũng bị thua lỗ chứ không phải một mình đâu. Tại vì ta phải hiểu nhân quả như thế để không có bị thất đi bất đảo, nỗ lực làm ăn để gây dựng cái lại. Thì nhiều người đi coi bói rồi á, nghĩ oan cho ông bà tổ tiên, đã chết rồi mà vẫn chưa an thân yên phận được. Rồi vị sư dạy những người mê tín như thế phải bỏ mê tín bằng niềm tin nhân quả. Nhân quả thì Đức Phật là phải phân tích đó, để bế tắc ở chỗ nào phải thấy rõ mặt mũi của nó, tại sao. Chỉ cần đặt câu hỏi tại sao thì ta sẽ tìm được là nguyên nhân gần, nguyên nhân xa, chủ quan, khách quan, môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, rồi thị trường, vân vân, để ta khắc phục đó. Mùa Tết đó là cái mùa kiêng cử. Xông đất đầu năm ta kỵ là không nên xông đất vào nhà nào mà tuổi của mình kỵ với chủ nhà. Và nếu như năm đó có tang, làm ăn thua lỗ, thất bại, kiện tụng, bệnh tật là cũng không nên đi xông đất nhà người khác vì sợ mang cái xui đến. Chuyện gì xui thì do mình tạo ra, mình chịu chứ đâu phải người khác mang đến đâu.
Tết mà ai kinh doanh chuối là thất liên bát đảo luôn, vì người Việt Nam không ăn chuối cuối Tết, cuối năm và đầu xuân, vì ta nghĩ là ăn chuối bị chuối nhủi. Có nhiều người không dám mua lê, tại vì lê đôi mắt, lê đôi mép. Không dám ăn xài vì tiêu xài quan phí. Không dám ăn bơm vì nổ suốt năm. Cái gì cũng mê tín được. Mê tín bằng cách chơi chữ, đồng âm dị tự, hay là nhại âm, nhái âm, trùng âm. Ngôn ngữ phương Tây đâu có những cái từ đó đâu, người ta đâu có kiêng cử những thứ này. Cũng là trái tắc thôi, người Việt Nam thì kiêng cử, vì tắc là tắc nghẽn, trở ngại. Còn người Quảng là thích chưng tắc, vì chữ tắc nó đồng âm với chữ đắc, đắc là được, mà được nghĩa là thành công. Cho nên chùa nào mà trưng những cái tắc thì tối 30 là sạch sành xanh, người ta hái lọc về. Tức là phá lọc chùa chúng ta là hái lọc. Còn muốn hái lọc là mình phải giao lọc, tức là bố thí, cúng dường, làm phước, tu đức. Đầu năm là lọc cả suốt năm hưởng hoạn. Còn hoài là điều chỉnh cái mê tín thôi là phước báo dài dài xài hoài không hết. Lời nguyện thứ 10 dành cho các phạm nhân, tức là những người tù tội, tội phạm, dầu có bị luật pháp trừng trị hay là chúng vượt ra khỏi vành đai của luật pháp, thì Đức Phật Dược Sư quảng nguyện cho người đó là hãy thực tập pháp dược sư để diệt hết tất cả những nghiệp trước. Pháp dược sư nó khác với danh hiệu dược sư nha. Dược sư nếu hiểu theo danh từ riêng đó là Đức Phật. Nếu hiểu theo pháp môn đó là sự hành trì tâm linh để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Mà đối với những người tội phạm là gì? Tội lỗi, giết người, cướp giật, lừa đảo và nhiều cái tội phạm khác nữa. Năm lần chúng tôi có mặt tại trại giam K20 Quỳ Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trong năm 2008 đó, chúng tôi có cơ hội chia sẻ pháp thoại cho 2.000 phạm nhân với mức tội hình sự từ 5 năm đến 20 năm tù giam. Thì hơn phân nửa trong số họ là bị mặc cảm tội lỗi và nghĩ rằng là cuộc đời mình đến hết rồi, đến đó là hết rồi, vì mình đã biết bao nhiêu là tội lỗi đã gieo rồi. Có nhiều người không còn tin rằng mình có thể làm lại cuộc đời, nhưng khi nghe giảng và phân tích rằng là tội từ tâm xuất hiện cộng với điều kiện hoàn cảnh xấu trong xã hội, giao lưu với bạn bè, lòng tham cảm bẫy, thì cũng do tâm mà sám hối. Cho nên khi tâm thanh tịnh thì tội sẽ được chuyển. Tại nhiều anh chị em mới bắt đầu có tự tin hơn. Và chúng tôi chơi chữ như thế này: chỉ cần thay đổi một dấu quyền thôi thì nhà tù trở thành nhà tu. Các nhà tu của chúng tôi 3 tháng ăn cư đó là phải ở yên một chỗ để tu tập hành trì, giảm tiếp xúc, nạp lại bình năng lượng tâm linh. Thì các anh chị có mặt ở trong chỗ này đó thì cứ nghĩ là mình đang tu, mà tu đến cả 12 tháng suốt quá trời. Nhiều vị ở tại Đà Nẵng này một năm cố gắng vào trong chùa Hoằng Pháp để thực tập khóa tu 6 lần, một lần được 7 ngày rồi cũng phải đi về. Còn là ở trong tù là mình thực tập khóa tu là 365 ngày, sướng gì cho bằng. Chỉ cần nghĩ đây là cái nơi để tu thôi thì cái mặc cảm tội lỗi hết. Và phải tu thật sự thì sau khi mãn án tù ta mới trở thành một người mới. Nhà tù chỉ ngăn cái tội phạm không được lây lan thôi, chứ không chuyển hóa được tâm, không thay đổi được nhận thức thì tội vẫn còn y nguyên. Nhiều người mãn án tù ra tiếp tục vào nhà tù ở tại vì vi phạm luật pháp, vì họ không được giáo dục về những điều thiện, điều lành. Họ chỉ bị trừng trị lao động khổ sai, lao động công ích thôi. Còn tâm linh đi vào trong trại tù làm cho người ta chuyển tâm, và chúng tôi khích lệ họ là hãy phát tâm làm công quả. Nhiều người rất là giàu sang phải vào chùa làm công quả, không phải là họ không có đủ gia nhân để làm việc đó, nhưng họ mới muốn tự thân mình làm. Các anh chị ở đây cứ nghĩ như thế đi, thay vì nghĩ rằng mình làm lao động công ích thì hãy nghĩ là tôi đang làm công quả, mà công quả thì phước báo lớn hơn vì mình có sự phát tâm. Còn nghĩ rằng mình bị bắt buộc phải làm thì phước không có nhiều. Thay đổi nhận thức chút xíu thôi cũng một việc làm đó phước gia tăng.
Cho nên là tội nhân ta không có nên mặc cảm tội lỗi, mà thay thế vào nó đó là cái nỗ lực làm mới. Nếu bàn tay này đã từng giết người thì bàn tay này phải là cái phương tiện tạo ra sự sống. Nếu bàn tay này đã từng giật dọc thì bây giờ nó phải là bàn tay chia sẻ, tặng biếu, mang tình thương. Đó là chuyển nghiệp rất cụ thể. Không có gì là quá muộn màng cho sự làm mới. Chỉ có điều là ta có muốn làm hay không thôi. Lời nguyện thứ 11. Đối với những người nghèo, Đức Phật Dược Sư phát nguyện là giúp cho họ, ai khác thì được uống, ai đói thì được ăn, ai lạnh thì được áo quần mặc, rồi sau đó mới ban pháp vị nhiệm màu. Đây là một cái chủ trương nhập thế cực kỳ hay và thiết thực. Không thể nào hoạt động nhận thức khi cái bao tử đang xẹp lép à. Bao tử mà biểu tình không làm ăn gì được hết trơn á. Không à. Ở bên ngoài ta nói câu là gì? Hậu cần quyết định tuyên tiến. Kinh tế quyết định chính trị, quyết định mọi thứ á. Cái bao tử là kinh tế của một con người. Cái đầu đó là chính trị không à. Thì cái bao tử quyết định cái đầu. Vì đó Đức Phật rất là thiết thực. Và những người Phật tử tại gia được Đức Phật khuyên ở trong sáu pháp ba la mật đó, tức là sáu pháp và đạo đức toàn hảo, đi đầu bằng bố thí, tức là nhường cơm, xẻ áo, ban biếu, tặng. Nếu ta dịch cái chữ bố thí là hạnh tặng quà thì nghĩa nó rất là hay. Nhiều người vẫn hiểu nôm na biếu thí là dành cho mình ở vị trí cao hơn, tặng một người nghèo hèn hơn. Còn cúng dường là mình thấp hơn, dâng cúng cho quý thầy, quý cô cao hơn. Trong khi đó chữ bố thí trong chữ Hán rất là hay. Bố thí là tặng biếu một cách đồng đều, không có phân biệt. Những người Phật tử cũng có thể góp phần vào hoằng pháp. Để quý vị tiếp xúc với các lĩnh vực ngành nghề, các thành phần trong xã hội tốt hơn là tu sĩ. Tu sĩ ở chùa là chính, đến chùa mới nghe pháp được, đến chùa mới tu học được. Còn Phật tử ta có các đối tác này, trực tiếp, gián tiếp, ta có thể chuyển những lời pháp, tư tưởng Phật học bằng lời nói, bằng ngôn ngữ trong lĩnh vực ngành nghề của mình. Và do đó ta trở thành là cái người đang giới thiệu và là cánh tay nói dài của Đức Phật với sự bình an, hạnh phúc đến với cuộc đời. Mỗi người Phật tử nên tình nguyện làm như thế. Mà muốn làm như thế có hiệu quả thì Đức Phật dạy chúng ta là bằng hạnh tặng quà chia sẻ. Vì đó là nhịp cầu nối kết tình thân thương. Người ta đang đói, đang khổ, đang đau, mình đem tình thương vô gì lại đến đó, thì ta khuyên những lời khuyên chân thành, đạo đức, tâm linh, người ta sẽ nghe theo rất dễ. Nên phải là vũ đạo, theo công thức, theo đạo có gạo mà ăn như một số tôn giáo khác đó là. Mà nó là một cái tinh thần cam kết trách nhiệm, ta giúp người phải rất trọn vẹn. Bây giờ những người nghèo, chân lắm tay bùn, làm lao động từ sáng đến chiều tối mệt thấy mồ, ngồi xuống sao tụng kinh nổi, ngồi tụng chút xíu là ngủ luôn. Mệt quá. Cho nên tiếng kinh, tiếng kệ trở thành là một phương tiện thư giãn. Nó phải giúp cho họ có phương tiện căn bản nào đó. Thì bắt đầu mới ban pháp vị niệm vào. Rất là thiết thực. Do đó, trong tứ giới pháp tức là bốn pháp đắc nhân tâm. Đức Phật Thích Ca dạy, bố thí đi đầu. Lễ hành đi kết thúc tức là những hành động lễ cho người đó. Đồng sự là hòa mình với họ. Rất tiếc là chúng ta không có áp dụng theo trình tự, cho nên là hiệu quả nó không cao. Mà để tặng biếu người khác không phải tốn tiền nhiều, chỉ cần tấm lòng thôi. Chứ tôi làm từ thiện đã gần 10 năm. Trung bình một năm á là mỗi mắt cườm từ thiện khoảng 1.000 ca. Còn từ thiện thiên tai, rồi giúp cho các phạm nhân, các chị em mãi dâm, các anh chị em trong trại cai nghiện, hay là cái trung tâm người già tàn tật trẻ mồ côi đó cũng khá nhiều. Thì biết rất rõ là có nhiều người đó đứng đầu các cái hoạt động vận động đó, họ không có tiền bạc và không có công ăn việc làm gì hết đó, nhưng mà họ có uy tín để nối kết những bàn tay từ bi của Đức Phật qua Thế Âm đến với cuộc đời. Thì có lòng ta biết cách, ta vẫn có thể làm phước được, không phải cần phải có tiền mới làm được. Rồi khi có tiền ta lại làm nhiều hơn nữa. Ông lão 97 tuổi tại Sài Gòn, báo chí vừa qua đưa tin đó, trúng số độc đắc 7 chỉ 6.
Rồi cách đây vài ngày ông lại trúng thêm khuyến khích à. Là hiếm có người nào mà trúng nhiều như thế. Và sau khi trúng á, là ông đã bỏ ra hết 1 tỷ mấy đi làm từ thiện rồi. Ai tới xin ông cho hết. Và điều đầu tiên ông làm đó là đi tới những nơi mà ngày xưa ông đã từng nhận những sự giúp đỡ của họ để ông tặng biếu lại. Và đem đi cúng chùa nữa. Một nghĩa cử hết sức cao thượng, rất rộng lượng. Một cụ già 97 tuổi làm như thế rất là đáng học. Rồi có nhiều người á, lúc mà ông nghèo khó không ai thấy tới thăm, bây giờ khi ông trúng số đoạt đất người ta tới tùm lum, người nhận là cháu bên nội, kẻ nhận cháu bên ngoại, rồi mấy chục năm qua không thấy mặt mũi. Thì trúng số đoạt đất nhắc là ông nhớ con không, ở lúc trước con chở ông tới chùa A đó, chùa B đó. Thế sang bắt quà làm họ là thói quen của một số người. Ở đây ông biết làm từ thiện, và đó là kết quả pháp, vì ông là một Phật tử mà. Và bây giờ ai đến ông cũng khuyên những cái câu ăn hiền ở lành, đó là dẫn kinh thuyết pháp đấy, theo một cách thức đơn giản của một người tại gia. Nhưng mà ông tặng tiền cho họ, giúp cho những người khổ đau vượt qua khó khăn, thì khuyên ta những cái câu gì nó dính vô đầu ta lạ lắm. Đức Phật nhiều xưa ta thấy cái này rất rõ. Cần câu và con cá, nhiều người nói đi tặng người ta con cá thì suốt đời người đó bị đói ăn rồi hết, cho nên phải tặng cái cần câu, nói như thế là cực đó. Thế có nhiều người đó không thể nào đủ sức để mà câu cá, chờ cá để mà câu. Vì tặng cần câu nó đòi hỏi phương pháp, thời gian học, rồi phương tiện thuận lợi, rồi làm ăn thành công rồi mới có thể có công việc làm được, không ạ? Cho nên có nhiều người ta phải giúp bằng con cá, tức là tặng những tặng phẩm cụ thể, thậm chí là suốt cuộc đời nữa. Ví dụ những người tâm thần làm sao biết làm ăn mà biểu gì tặng cho họ cái cần câu. Thì cũng có nhiều thành phần ta giúp cho họ, trước nhất là con cá, sau đó là cần câu, để cho họ có thể tự lập và không bị mặc cảm tự ti rằng tôi là người vô dụng, tôi là người bỏ đi, tôi là một cái cần xã hội. Cho nên phải xác định là đối tượng nào thì tặng cần câu lâu dài, đối tượng nào là tặng con cá, và đối tượng nào là vừa cần câu vừa con cá. Ở đây Đức Phật Dược Sư đầu tiên á là con cá, và sau đó là cần câu. Chánh pháp nhiệm màu là cần câu để được ăn vui hạnh phúc. Đói cho ăn, khát cho uống, lạnh cho áo quần là con cá. Là nếu mọi người Phật tử mỗi khi đi làm từ thiện á, thỉnh mời một thầy, một sư cô đi theo để thuyết giảng là lễ lạc vô cùng. Trong nhiều năm qua, khi đến đâu làm từ thiện, chúng tôi bao giờ cũng yêu cầu là chia sẻ một bài pháp thoại. Nhưng mình không nói là thuyết pháp, nói thuyết pháp trả tôi sao cho mình vô. Mình phải nói là chúng tôi sẽ nói về đạo đức và luật pháp, ai không thích. Vào trung tâm cai nghiện thì chúng tôi nói về cái nghệ thuật chuyển đổi thói quen, nó không liên hệ gì đến tôn giáo đâu. Vào những trung tâm tác chúng tôi hướng dẫn về thiền, để giúp cho họ có thể tự họ vượt qua những nỗi đau tâm lý, khống chế được những nỗi đau vật lý, vân vân. Về đó là bên cạnh cái từ thiện mình đạt được, ta còn có thêm những giá trị tâm linh. Đó là cái tinh hoa dược sư của Đức Phật Dược Sư. Lời nguyện cuối cùng là đối với những người có nhu cầu, tức là thiếu thốn nhiều quá, thì Ngài mong cho họ là được của cải, hạnh phúc và bình an bằng sự thực tập chánh pháp. Chánh pháp là pháp chân chính. Pháp chân chính là đúng với nhân quả. Cái gì mà không đúng nhân quả thì càng cầu là càng tuyệt vọng, càng thất vọng. Vì Đức Phật đã liệt nó vào 1 trong 8 loại hình của khổ là cầu bất đắc khổ. Mong muốn mà không tự nguyện là khổ lắm. Thế theo đạo Phật là không có cầu nhiều. Thì duyên xã hội người ta có thói quen là cầu nhiều. Cầu thần, cầu thánh. Mà từ chỗ nào có đình mến, đình miếu đền á, ta đến đông lắm. Ở Châu Đốc thì có bà chủ xứ, ta đến nùm nượp. Trước đây có 1 ngày vía bà thôi, sau đó đến 1 tháng, sau đó đến 6 tháng, bây giờ quanh năm. Mình vô ta cúng là gì? Gà heo, gà quay, thịt quay, heo quay, rồi còn thuê các con vật này để cúng nữa, tức là cúng một cái con đó. Người ta cho thuê nhiều lần, tức là cúng lên nửa tiếng, sau đó trả, thay vì mua một con vậy đó nó là 2 triệu thì thuê con đó nó là 300 ngàn, thuê 15 phút thì giá khác, thuê nửa tiếng giá khác. Rồi cũng một con đó ta bán cho nhiều người,
ta cúng chiếu còn tham, còn ăn gian, còn mặc cả nữa. Nhưng mà nếu ta phân tích nhân quả, những thứ này nó vô nghĩa lắm. Mình cầu á được bình an mà đi giết cái con vật á là đang gieo nghiệp sát sanh, là sao có được? Nó vô lý không à? Nói tóm lại, 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư không phải để làm thỏa mãn tâm lý của con người, mà là những phương pháp thực tập rất thực tế, ai làm đều có kết quả giống như nhau. Giá trị của đạo Phật thiết thực là nằm ở chỗ này, và vượt lên trên các tôn giáo cũng nằm ở chỗ này. Nhân mùa tụng kinh Dược Sư, khai đàn đầu Dược Sư tại chùa An Long, chúng tôi kính chúc toàn thể quý hành giả một năm bình an như ý, an lành, hạnh phúc với niềm tin chánh pháp và sống đúng với nhân quả. Chân thành cảm ơn thầy Đồng Nghĩa và thầy Giác Thông đã sắp xếp cho buổi pháp thoại có mặt ngày hôm nay được thành tựu viên mãn. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083 8394 121, 083 8335 914, 093 7693 196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.